Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào trưa ngày Chủ nhật 25 tháng 6, 2017, tại nhà hàng Mong Amo, thành phố Anaheim, miền Nam California, đã có buổi hội ngộ đông đảo các cựu giáo sư và cựu học sinh nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập trường trung học công lập Trần Quý Cáp, Hội An. Trong khung cảnh nhộn nhịp, thầy trò và các bạn đồng môn gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng tôi đã có dịp nói chuyện với nhà thơ Trần Trung Đạo đến từ Boston và cũng là một thành viên trong ban tổ chức. Thưa anh và thưa quý vị khán thính giả của STBN, chúng tôi là cựu học sinh, trong đó dĩ nhiên là có các thầy, các cô. Chúng tôi có truyền thống là mỗi một năm, hai năm, và đặc biệt năm nay là năm mà chúng tôi kỷ niệm 65 năm của trường. Rất là vui bởi vì cái trường đó mặc dầu trong cái giai đoạn lịch sử rất là dài nhưng mà Trần Quý Cáp vẫn là Trần Quý Cáp. Do đó chúng tôi gọi Trần Quý Cáp mang cả quá khứ và cả một cái truyền thống rất là dài vào trong đó. Và chúng tôi gặp lại nhau, thứ nhất để ôn lại những kỷ niệm của tình thân hữu và đồng thời là cũng gọi là hung đúc trong nhau cái tinh thần của cụ Trần Quý Cáp mà chúng tôi đã mang theo và cư mang trong suốt bao nhiêu năm nay. Dạ, thưa ông, khi mà nói về trường trung học Trần Quý Cáp Hội An thì những người ở vùng đó thì đều hiểu biết nhiều, nhưng mà đối với đồng hương của chúng ta ở những cái miền khác thì ông có thể vài nét sơ lược về cái trường ở trung học không? Dạ, trường, nếu quý vị biết là năm nay là kỷ niệm 65 năm. Thế hệ của chúng tôi thì vào sau, nhưng mà trong hôm nay sẽ có nhiều thầy, nhiều anh, nhiều chị mà đã có trong những năm đầu của trường. Khi năm đầu trường cho đến bây giờ thì nói chung là truyền thống thì vẫn tiếp tục như vậy, tức là chúng tôi vừa và cái quê hương của chúng tôi là quê hương mà anh chỉ có một cái chọn lựa, thứ nhất là đi học, đó là con đường mà nó rất là quan trọng cho mỗi đời người. Không phải chúng tôi khoe khoang, nhưng mà thật sự sinh ra từ vùng đất mà khô cằn sỏi đá như là Quảng Nam, thì cái giáo dục nó thành cái động cơ, một cái thúc đẩy lớn nhất mà chúng tôi để mà chúng tôi có thể tiến thân. Thì cái tinh thần đó, và trường Trí Cáp là trường tỉnh duy nhất tại trong tỉnh, và đó trở thành một cái đặc quyền, một cái vinh dự cho những người mà được học ở trường Trần Quý Cáp. Và khi chúng tôi nhận một cái vinh dự như vậy thì chúng tôi mang nó đi theo suốt đời của mình. Cho đến bây giờ bản thân tôi cũng vậy. Lúc đầu trong tiểu sử của tôi, cái trường đầu mà chúng tôi học vẫn để là Trần Quý Cáp, mặc dù mỗi người qua Mỹ có thể học rất là nhiều trường khác nhau, nhưng mà bắt đầu từ cái nơi mà chúng tôi đã khởi hành. Thì cái điểm khởi hành cho một đời người bao giờ nó cũng rất là quan trọng. Và chúng tôi đã khởi hành như vậy và chúng tôi vẫn đi từ đó đến bây giờ. Cái tinh thần Trần Quý Cáp nó gắn liền. Và anh em chúng tôi rất là đoàn kết với nhau. Bởi vì lịch sử nó có giai đoạn thăng và trầm, nhưng có những cái thay đổi, nhưng cái giáo trị và cái tinh thần mà chúng tôi cư mang từ trước 1935 mãi cho đến bây giờ vẫn không thay đổi nhiều. Tức là tinh thần tôn sư học đạo, mong truyền thống cách mạng. Do đó cái tinh thần mà chúng tôi học, mặc dù nó từng giai đoạn khác nhau, nhưng mà cái tinh thần đó vẫn được mang cho đến ngày hôm nay, dù đã góc bể chân trời hay là còn ở lại trong nước gì cũng vậy. Kính thưa quý khán giả, nhà văn Trần Trung Đạo vừa nói tới cái tinh thần cách mạng, nó đã được thể hiện qua những cái lớp kế thừa, những người mà tạm gọi là học trò của ông, chẳng như anh Trần Trung Đạo đây. Chả thưa anh là một người lúc nào cũng có cái tâm huyết nhìn về quê hương đất nước với cái nhiều trăn trở. Chúng tôi xin mạn phép nhân cái giờ phút này để chúng tôi muốn hỏi ông cảm nghĩ của ông về cái tình hình của đất nước bây giờ trong hiện tình. Chúng ta thấy là cái viễn cảnh hán hóa nó không còn xa lắm, và những cái cảnh mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không ngừng gia tăng đàn áp và chấn áp những người mà đòi hỏi và đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền cho Việt Nam. Đứng trước cái tình hình đó, ông có một cái nhận định gì, ông thấy có một cái điều gì sáng sủa cho đất nước Việt Nam không thưa ông? Tôi rất là lạc quan. Nếu quý vị mà đọc văn tôi viết chẳng hạn thì tôi rất là lạc quan, bởi vì đất nước mình không phải chỉ giai đoạn này mà có nhiều giai đoạn còn đen tối hơn, nhưng mà chúng ta đã vượt qua được bởi vì cái hùng khí mà xây dựng trong mỗi con người. Mặc dù tuổi của anh và tuổi của tôi có thể chúng ta sống trong một giai đoạn này thôi và sẽ không sống trong giai đoạn sau, nhưng mà cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay không phải chỉ là của chúng ta hôm nay thôi, nó mang cả một cái truyền thống lịch sử rất là lâu dài. Và đến ngày hôm nay cái hùng khí đó, cái tinh thần tự chủ đó vẫn còn trong máu huyết của mỗi người, mỗi cái thế hệ chúng ta. Và mỗi chúng ta tiếp tục cái truyền thống của thế hệ cha ông thì thế hệ tương lai các em, các con, các cháu mình cũng sẽ tiếp tục như vậy. Chúng ta nhìn vào thực tế thì chúng ta thấy có những hiện tượng rất là đau lòng như anh vừa nêu ra, phải không? Nhưng mà lịch sử mình vẫn có những cái giai đoạn như vậy và chúng ta đã vượt qua được. Thì chúng ta vẫn tin rằng cái thế hệ của chúng ta, nếu không chúng ta thì của những thế hệ khác sẽ tiếp tục vượt qua được. Điều quan trọng nhất là mỗi cái thế hệ có những công việc của mình phải làm và chúng ta phải làm, cố gắng làm hết sức công việc của mình. Và như vậy thì các thầy con và em chúng ta sẽ tiếp được cái truyền thống tự chủ độc lập mà từ biết bao nhiêu ngàn năm, từ thời
hai ba chục năm sau công nguyên, thời Bà Trưng, Bà Triệu cho đến bây giờ, thì cái tinh thần đó tôi tin rằng nó màu trong cái máu huyết của mỗi người Việt Nam. Chứ không phải đơn giản là chỉ giai đoạn là cộng sản, là quốc gia hay là gì cả, nhưng mà máu huyết đó tôi tin chắc rằng là chưa thắng. Tôi không nghĩ rằng cái việc mà Hán hóa là một cái âm mưu của Trung Cộng, nhưng mà không phải dễ dàng thực hiện đâu. Tôi tin là cái sức mạnh và tự chủ của dân tộc của Việt Nam sẽ vượt qua được cái này. Cái điều quan trọng nhất của mỗi người mình là giữ được cái tinh thần đó và làm thế nào cho những cái thế hệ trong có một cái tinh thần đó. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của vài quốc gia trong thời kỳ mà cộng sản sụp đổ ở Đông Âu cũng vậy, nhiều quốc gia rất là nhỏ, họ chỉ 2-3 triệu dân, như trường hợp của những quốc gia Baltic chẳng hạn, họ rất là 2-3 triệu dân, không họ không được nhiều như mình, nhưng mà cái tinh thần tự chủ họ xây dựng được, và ngày hôm nay họ là những nước thành viên của NATO, mặc dù nước của họ chỉ có 1 triệu dân, 2 triệu dân thôi. Thì cái tinh thần đó là tinh thần mà tôi nghĩ là Việt Nam cũng có giống như vậy. Chúng ta gặp khó khăn hơn nhiều bởi vì chúng ta đương đầu với một cái chế độ cộng sản ngay từ trong nước, mà đồng thời chúng ta có một kẻ thù ngay từ ngoài nước. Do đó chúng ta gọi là hai nhìn mặt nào cũng thấy kẻ thù cả, cũng cái con người đó cũng, ngay cả những người trong nước, đảng cộng sản trong nước cũng vậy, họ đứng ở dưới chân nữa là họ bằng mọi giá để bảo vệ cái đảng cộng sản của họ, cái nồi cơm trắng gạo của đảng cộng sản đã đặt lên trên cái quyền lợi của đất nước. Thì cái điều đó làm chúng ta rất là khó khăn, nhưng mà tôi tin rằng dù khó khăn bao nhiêu nữa thì cái sức mạnh của dân tộc nó đã build up từ nhiều ngàn năm rồi, thì không phải dễ dàng mà xóa bỏ liền đâu. Do tôi mong là tất cả quý vị, tất cả đồng bào, đồng hương mình ở bất cứ nơi nào phải giữ cái tinh thần đó, giữ cái tinh thần tự chủ mà ông bà đã gắn vào trong người, máu huyết của mình, tiếp tục mang đi và tiếp tục truyền tải lại những thế hệ sau. Và làm như vậy, dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ còn tồn tại. Tôi vẫn nhớ là khi mà quý vị biết là khi mà Ngài Trần Quang Khải vậy, khi mà về Thăng Long, ông có làm 4 câu thơ và câu cuối cùng của ông là non nước đó nghìn thu. Non nước đấy nghìn thu, thì tôi tin rằng cái tinh thần non nước ấy nghìn thu vẫn còn tồn tại và sẽ mãi tồn tại sau này. Nói là chúng ta hãy làm hết sức của mình và làm trong điều kiện của mình, không làm công việc của người khác, hãy làm công việc của mình. Mà nếu chúng ta làm việc với công việc của mình thì chắc cả đất nước mình sẽ phục hưng được. Buổi hội ngộ được bắt đầu với phần nghi thức chào cờ khai mạc và phần giới thiệu quan khách tham dự đến từ nhiều nơi, kể cả Việt Nam, là đến phần ngỏ lời chào mừng của nhà thơ Trần Trung Đạo thay mặt ban tổ chức và kiều học sinh Trần Quy Cát. Tôi rất là hân hạnh được thay mặt cho ban tổ chức và thay mặt cho các vị học sinh Trần Quy Cát được có mời lời của quý vị. Như quý vị cũng biết là biết cá nhân tôi là người con của xứ Quảng Nam và là một vị học sinh Trần Quy Cát. Và đi ở bất cứ nơi nào, quý vị lưu ý, quý vị thấy là tôi luôn luôn bắt đầu bằng chữ cựu học sinh Trần Quy Cát. Vì mặc dù mỗi người chúng ta có thể trải qua rất nhiều ngôi trường trong cuộc đời của mình, nhưng mà ngôi trường đầu tiên, những nét chữ đầu tiên, những lời dạy dỗ đầu tiên của các thầy và các cô, đó là những ấn tượng mà sẽ sống mãi trong hành trình của làm một con người. Thì thành công hay thất bại của một con người thường bắt đầu không phải là những điểm cuối cùng của cuộc đời họ, nhưng mà thường bắt đầu bằng điểm bắt đầu của cuộc đời họ. Nếu một con người được giáo dục ngay từ trong gia đình, ngay từ trong học đường, những lớp căn bản đầu tiên, nếu đó là những vết son của cuộc đời thì cả cuộc đời người đó sẽ là những vết son. Cho nên những bước chân đầu tiên của một người, dù mình trở thành gì đi nữa, thì những người mà đã viết những nét chữ đầu tiên của cuộc đời mình, những nét chữ đó sẽ không bao giờ phai cả. Chúng tôi rất là hân hạnh và vinh dự được là một người con của Trần Quy Cát, một người học trò của Trần Quy Cát. Tôi nhớ rất rõ là năm 1973, tôi ở từ Sài Gòn về Đà Nẵng, về Hội An, thì cái xe đò dừng lại ở ngã ba Nha Trang, và tôi có mua một bó hương. Tôi đi men vào cái đường chân cầu, nếu mà đi xuống phía chân cầu là quý vị sẽ thấy cái đền thờ của cụ Trần Quy Cát. Tôi đọc ở đâu đó rằng nếu mà cứ đi theo cái chân cầu và bước xuống cầu, kẹo cái bên trái là sẽ gặp điện thờ của cụ Trần Quy Cát. Và buổi tối cái xe đò dừng lại, thì tôi mua một bó hương và tôi đi vào chân cầu, tôi đi bước xuống chân cầu và tôi quẹo bên trái, thì một cái ngôi đền rất nhỏ, đó là đền của cụ Trần Quy Cát. Và tôi đã thắp một nén hương ở đó. Nén hương tôi thắp có lẽ đã tàn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà hương khói trong đêm đó sẽ mãi mãi ở trong lòng của tôi.